Minasan, konnichiwa. Xin kính chào tất cả quý bạn và các vị. Trước khi vào mộ ngữ pháp sơ cấp anh năm ngày hôm nay, Sensei có một câu hỏi dành cho các bạn. Các bạn có thể lái máy bay được không? À, không phải máy bay của các bạn tưởng tượng nhé, mà chính là máy bay này cơ. Hikokiyo soju suru koto ga dekimasu ka? Trong đó, hikoki là máy bay. Soju suru là động từ thể hiện thao tác, điều khiển, cộng với koto ga dekimasu là ngữ pháp hôm nay chúng ta học đấy. Với ngữ pháp danh từ cộng ga dekimasu, động từ thể điển cộng koto ga dekimasu, ý nghĩa có thể làm hành động về hoặc làm danh từ. Dekimasu là động từ biểu thị thể khả năng hoặc năng lực đi với trợ từ ga. Kanozo wa ryori ga dekimasen. Cô ấy không thể nấu ăn được. Ghét nguyên con gà rồi. Watashi wa kuruma o unten suru koto ga dekimasu. Tôi có thể lái được xe hơi đấy. Kare wa nihongo ga dekimasu. Anh Santosu có thể nói được tiếng Nhật đấy. Dạ, minasan, nihon no uta o utau koto ga dekimasu ka? Các bạn có thể hát được bài hát tiếng Nhật không? Dạ, komento ni nokoshite kudasai. Saigo made mite arigatou gozaimashita. じゃあねー!